bạn. Sáng hôm nay thì xà lan của Ngân đã đi tới Long An rồi nè. Ngân chuẩn bị đi qua cây cầu. Cầu này Ngân hay gọi là cầu kênh nước mặn đó. Trời ơi, cái cầu này quá trời bự rồi. Trời bá luôn. Siêu to khổng lồ luôn nè. Chiếc này cũng Mekong 10. Chiếc này có chở công rồi nhưng mà chở với số lượng ít công lắm. Nghe tiếng máy thì ghê không? Chiếc này chắc 5.000 tấm á, bự dữ lắm. Ngân rời bến từ lúc 6 giờ sáng. Bây giờ là khoảng 8 giờ Ngân đã đi tới chợ kinh nước mặn rồi. Đây. Này là anh tàu kéo. Còn xà lan này là chở cát đá. Xà lan của Cần Thơ. Bữa nay là xà lan Ngân chính thức đi ra Vũng Tàu, Ngân nhận hàng rồi nha. Đây. Kim Ngân xin mến chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Bữa nay là chính thức xà lan Ngân đi ra Vũng Tàu nhận hàng nha. Năm nay hai vợ chồng ăn Tết lớn quá chừng luôn á. Tới 18 âm lịch thì hai vợ chồng không phải có hàng đi ra Vũng Tàu. Hôm nay Tết lớn hả chồng? Mấy năm rồi cái Tết lớn vậy? Ở đó giờ xà lan á, cứ hễ vào mùng, nhiều khi mùng 2 nè, mùng 3, mùng 4 là mình đã có hàng, mình đi nhận hàng rồi. Năm nay tới 18 luôn rồi, 18 mới có hàng nha. Mà tối á, Ngân rồi bến ở nhà bắt hai là lúc đó 7 giờ tối cho nên là nó không có quay cho mọi người xem được. Rồi cái đi vào kênh chợ gạo. Đi vào kênh chợ gạo rồi ra ngay chỗ Long An á là Ngân thả neo, Ngân đậu ở đó sáng tới 5 giờ bắt đầu Ngân mới rời bến, Ngân đi tiếp. Là trưa nay nước rồng này là mình sẽ đi một hơi ra tới Vũng Tàu luôn á. Mình đi vào trong cái tiếng sông nhỏ rồi đó. Nhưng mà nước này thì mới vừa rộng xíu thôi à. Trưa nay là bắt đầu nước rồng sát luôn á. Bởi vậy Ngân đi một con nước này là Ngân ra tới Vũng Tàu là dư nước luôn. Thường mà nước rồng sát á là cái đường rừng này nó còn cái lòng lạch chính giữa thôi à. Nó kiệt luôn á, nó rồng kiệt luôn á. Về nhà ăn có mấy ngày Tết mà xuống giờ lên mấy ký. Bây giờ là phải vô chế độ nha. Vô chế độ giảm cân trở lại nha. Đây, qua chiếc xà lan này rồi nè. Cái camera lái mình nó bị gì rồi anh? Hình như nó dảnh lên trời rồi đúng không? Cái mũi chứ lái gì? Ủa này camera mũi hả? Ờ camera mũi. Hạ camera xuống rồi. Đây camera lái nè. Trước nhìn lại. Cái này là trước mũi nè, có để chữ trước mũi. Tại vì chuẩn bị qua cầu á cho nên là hạ camera xuống rồi. Đường này là đường sông Vàm Sát nha. Đi vô chút nữa là mình sẽ đi tới cầu Dằn Xây. Các bạn ngay chỗ này là sông Lò Gèn của cầu Dằn Xây. Quẹo vô dàm rồi đó. Được anh ơi, không sao. Cái cua này nó gắt lắm. Cua này mà ôm lơi lơi là bị rớt lái liền. Không sợ ngờ, không sợ rớt lái đó mà không sao. Ổn. Ổn áp. Rồi bây giờ là vô đây là chính thức là không còn sóng điện thoại nữa nha. Ngoài dùng phủ sóng rồi đó.
trong vùng Phủ Phê. Nước bây giờ là nó gồng kiệt luôn rồi. Ở ngoài Vũng Tàu này á, ở gần biển á, cho nên là nước nó gồng á, nó rút cực kỳ nhanh luôn á. Hồi nãy mình vô dàm và nước nó mới giật mé có chút xíu à. Bớt cái càng cái muốn lủng quá bằng nhỉ luôn. Bây giờ là mình đã đi vô cái đường gần mấy cái cua ngoằn ngoèo này, đi hết mấy cua này là ra tới Vũng Tàu rồi đó. Lớn. Ừ, nước lớn rồi. Nước lớn này là mình đi vô đây mình sợ nhất là có những cái chiếc xà lan đổ ngược chiều. Nước lớn này hay có những cái xà lan nhỏ nhỏ hoặc là mấy chiếc nổi, lâu lâu thì cũng có mấy chiếc nổi. Nhưng mà nổi thì hiếm lắm. Cái xà lan mà ví dụ như người ta chở 500-600 hoặc là chở lửng lửng là nước mới vừa lớn là bắt đầu người ta bò vô rồi. Giờ cạn thả neo luôn rồi. Trời ơi, thả cái tủng cái là tới đất liền. Thả cán chưa? Đó, quá. Thả cán chưa? Chưa. Đây, nhúc chân nữa đi. Để cho nó nhúc chân nữa đi. Thả vậy không biết nó ăn luôn. Biết ăn uống gì không hả? Né hai dưới thẩm.
lắm hả? Mình dính chữ. Với lại mọi người biết sao không? Bây giờ gió nó thổi mạnh quá nè. Cái ngon không dám chạy sát bãi đó, sợ mấy chiếc khẩm nó chạy sát ở bên đó rồi mình chạy sát nữa, sợ gió nó về. Né né qua phía bên này cây dính luôn. Nó sóng gió cỡ này mà cái xà lan mình không nhúc nhích luôn đó. Cái này nó cạn dữ lắm. Rồi thôi mình đi ra đằng sau mình chờ khoảng 2 tiếng nữa đi. Tại vì nước này mới lớn à. Mấy chiếc xà lan nào mà khẩm khẩm mà đi vô đây cũng xém nhém cạn á. Đây ngay chỗ này có chiếc khẩm nè. Chiếc này ta chở đá cũng bị thịt luồn nãy giờ á. Mà buồn buồn thì nó cũng ra được cái chỗ cạn rồi. Giờ tới chỗ sâu rồi. Bình thường Ngân đi á là Ngân chạy sát ở bên mấy cái bãi nghêu đó luôn á. Mà bữa nay mình cũng mới đi mình thấy mình nổi nữa. Một phần là gió nó thổi vô mạnh quá, nó tấp rồi vô bờ luôn. Giờ nằm ở đây luôn. Quá sóng gió rồi. Khoảng 2 tiếng nó đi Ngân vô trong bãi nghêu, Ngân thẳng vô trong đó Ngân lên dưới bờ con cậu. Đang khủng khiếp không? Trời ơi lên sình luôn nè. Cái luồng mà mình chạy sát ở bên bờ bên đó nó mới sâu, còn mà chịch cái bờ bên đó cái là cạn liền. Tới sông Gò Gia rồi. Bây giờ ra ngoài đây là kiếm chỗ neo đậu. Đâu chỗ nào anh? Bây giờ thì xà lan của Ngân đã ra tới Vũng Tàu rồi. Lần đầu tiên mà Ngân thấy cảnh này luôn. Dòng gió cũng khiếp luôn á. Bây giờ xà lan Ngân thả cái neo mút ở ngoài mà giờ nó tấp sát vô trong bờ luôn. Lần đầu tiên mà Ngân thấy cảnh này, lúc nãy thì Ngân cạn ở ngoài bãi nghêu. Đạp mấy tiếng đồng hồ mới ra được. Giờ tới ở ngoài này. Giờ vô tới trong đây rồi mà cũng còn bị giông gió nữa. Sóng gió hang khủng khiếp luôn. Đây nè, cây bây giờ nó liệt hết trơn luôn. Dữ dằn luôn á. Cái neo Ngân thả bây giờ là nó nằm mút ở ngoài luôn. Cái này nó dài ra nè. Rất là dài luôn. Lúc nãy mà lúc mà Ngân mới vừa vô tới trong này, cái Ngân quay đầu á là quay đầu không được luôn. Nó cứ cà ne chở đầu không được. Bây giờ là vô trong bờ đậu rồi mà cái bến ngay chỗ này đậu sát quá vậy là bất ổn lắm. Chắc chờ có khi nào im gió không thả neo đậu lại chứ đậu về là không được rồi. Tại vì cái đầu dàm ở chỗ này nó cạn. Mình mới đậu thả neo xa thiệt xa mút ở ngoài mới được. Ngân mới điện thoại hỏi chị Loan bán nước đá ở đây nè. Chị Loan nói buổi sáng không có dòng. Buổi sáng im gu à. Có buổi chiều là bắt đầu dông vậy nè. Bây giờ thì Ngân đậu đỡ tại vì tối nay nước ương. Thì nước nó sẽ không có chảy, nó không có rồng lắm á. Cho nên là bây giờ trước mắt là mình cứ đậu đỡ vậy đi rồi sáng mai tính. Sáng mai sửa lại mới được chứ mà đậu cặp sát bờ vậy là không được. Tại vì cái bãi này nó hơi cạn á. Cặp sát thì sợ tối xà lan mình nó bị nghiêng á. Anh ơi, anh ơi, quá dòng gió gì ghê thiệt chứ. Chị Loan ghé, chị Loan ghé. Trời ơi, ghe của chị Loan mà sóng gió cỡ này.
rồi em. Quá trời sóng rồi. Quá trời sóng gió rồi. Ồ, cái nhà coi nè. Đủ chị Long lên nhậu luôn. Ủa cái bờ hay là gì rồi biết nãy chạy chổng luôn rồi, nãy anh không gọi anh. Gió quá gió. Ở đây gió nhưng mà thả neo lại đàng hoàng thì đâu được. Thấy đây được, đây nó không có đi về đi đâu hết trơn, ở đây nó chỉ tắt vô đây thôi. Hồi nãy ông Tuấn ông nói đậu gần gần dàm nhà chị, em tưởng cái dàm này em cho ra em dầm. Khỏi phòng bố. Khỏi phòng bố luôn hả?